Vâng, Xe và Đam Mê xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom bên em. Vậy thì tiếp tục một mẫu xe gầm cao 5 chỗ được lên sóng để tri ân khách hàng buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chiếc xe này thì hôm trước các bác cũng đã có một clip rất chi tiết để các anh chị có thể đánh giá được chất lượng cũng như là giá trị còn lại của nó như thế nào rồi. Và mức giá ở thời điểm đó bên em đang chào bán cho chiếc xe này thì các bác cũng đã biết đó là 620 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay, vâng, đặc biệt tri ân giảm giá cho các bác một chiếc xe nguyên zin nguyên bản, tất cả tình trạng xe cam kết không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, và các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng để có thể đảm bảo chất lượng trước khi mà chúng ta giao dịch. Và con này thì sau khi bán dù được giảm giá tri ân nhưng bên em vẫn cam kết bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo, để quý anh chị em ta cảm thấy thực sự yên tâm khi mà đã tin tưởng lựa chọn một cái sản phẩm tại Xe và Đam Mê. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu chiếc Honda CRV được sản xuất năm 2017 phiên bản động cơ máy xăng 2.0 số tự động. Con này là một chủ duy nhất từ đầu biển 99 Bắc Ninh, và mức giá mới dành cho em nó một giá thôi, các bác đỡ phải mặc cả nhiều. Bên em sẽ cho các bác chúng ta một cái mức giá tình yêu nhất với chiếc Honda CRV này, đó là chỉ còn có 570 triệu đồng. Vâng, 570 triệu các bác nhá. Có nghĩa là chưa bằng một chiếc Vios G, các anh chị chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc SUV 5 chỗ gầm cao với form dáng thiết kế đẹp, và quan trọng nhất đây cũng là một trong những cái dòng xe đi rất bền bỉ, lành mà không gian nội thất lại rộng rãi, tiện nghi. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe như nào thì ngay bây giờ em xin mời các bác chúng ta có thể cùng dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chất lượng của chiếc Honda CRV và xem là nó có xứng đáng để cho các bác bỏ tiền ra lựa chọn chiếc xe này thay vì một chiếc Vios hay không, được không ạ? Đầu tiên thì các bác có thể thấy là ở thế hệ này thì chiếc Honda CRV có phần đầu thiết kế khá là mạnh mẽ, đúng không ạ, với phần đèn pha thiết kế khá là to bản, đi kèm với đó là các chi tiết ở phần ba đợt sóc phía trước và mặt ca lăng. Thì các anh chị thấy nổi bật đó chính là logo thương hiệu Honda ở chính giữa này. Hệ thống đèn pha của xe thì ở phiên bản này chúng ta có đèn bi ở chính giữa kết hợp với viền xung quanh bên ngoài là đèn LED, nó cũng là cái đèn định vị ban ngày. Và chiếc xe thì còn được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho chúng ta thành đèn bi cầu thủy tinh siêu sáng rồi nhá. Đó, rất ok luôn đúng không ạ? Và mặt ca lăng với các chi tiết chrome theo thời gian, nhưng mà đến bây giờ phải nói là thực sự nó còn rất là mới. Con này thì chủ nhân cũ đi rất là cẩn thận giữ gìn, nên các bác có thể thấy các chi tiết của nó đây, từ cái phần đèn gầm phía dưới đây ạ, theo thời gian mà nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Vâng, xe một chủ từ đầu biển 99 Bắc Ninh. Cái này thì dù là giá tri ân rồi nhưng mà bên em sẽ hỗ trợ thêm cho các bác việc rút hồ sơ nhé, để các anh chị em ta có thể vào tên chính chủ trong vòng một nốt nhạc thôi. Vâng, bác nào quan tâm yêu mến thì các anh chị chúng ta có thể là trực tiếp liên hệ. Và chiếc xe này nếu các bác chúng ta muốn làm trả góp thì vẫn còn có thể hỗ trợ được cho các anh chị chúng ta thêm một chút. Và đây các bác nhìn cho em phần đèn pha bên phía lái này, nó cũng không tì vết luôn. Vâng, rất đẹp các bác. Đó, vâng, thiết kế phần đầu chiếc CRV thực sự mang tới cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, nam tính. Chiếc xe được trang bị la răng 5 chấu với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS, có xi nhan tích hợp trên gương. Chiếc xe này thì các bác thấy là người chủ cũ ta vừa mới đi hết một đời lốp thôi nhá. Đấy, con này thì lốp cả dàn lốp mít mới tinh này. Đó, các bác nhìn thấy gai rất dày. Vâng, và riêng bộ lốp này chúng ta cũng đã tiết kiệm được ít nhất là 10 triệu rồi, đúng không ạ? Tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp cảm biến khóa mở. Và CRV có một cái thiết kế phần đuôi phía sau khá đặc biệt, mà đặc trưng của dòng xe CRV thì các bác thấy nó có cái thiết kế này. Thì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái phần cốp phía sau thực sự rất là rộng rãi, đủ chỗ để các anh chúng ta có thể mang theo nhiều hành lý. Thì đây thực sự là một trong những cái dòng xe mà phù hợp với quý anh chị chúng ta đi gia đình, đúng không ạ? Và các bác có thể thấy là từ lớp sơn xi bên ngoài này, các đường khe bếp, kẽ cánh cửa nó còn đều thẳng tăm tắp, điều này sẽ chứng tỏ xe không đụng, không đâm đụng, không va chạm. Phần sau phía sau thì chúng ta thấy nổi bật đó là đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, có gạt mưa cho kính phía sau, và phần đèn hậu nó kéo từ phần nắp xuống phía dưới. Đây là đặc trưng của các cái dòng Honda CRV này qua các thế hệ. Và các bác có thể thấy là chất lượng của nó này, đó, thực sự rất là tuyệt vời luôn nhé. Và phía sau thì chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm. Vâng, có cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Ok chưa ạ? Và công nghệ Ivitech của nổi tiếng của Honda. Và đây em có thể là mở cho các bác cái phần cốp này. Đấy, để các anh chị chúng ta có thể thấy. Vâng, cốp sau của xe này thực sự là cực kỳ là rộng rãi, và chủ nhân rất là cẩn thận khi mà làm thêm những cái tấm da này để lót này, để bảo vệ cho nó không bị bám bẩn. Đó, và kể cả cái phần nỉ phía dưới các anh chị nhìn cho em này, cực kỳ sạch đẹp nhá. Con này thì lốp dự phòng chưa một lần chạm đất, các bác nhìn cho em. Đây ạ. Đấy, nguyên vạch sơn này. Quá yêu luôn. Và đương nhiên rồi, từ kích thay thế các bác phải thấy này. Vâng, cũng chưa một lần sử dụng luôn nhá. Nó vẫn còn ánh 7 màu. Đó, vâng, tất cả đồ đạc kích thay thế thì còn nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z. Đó, cốp sau rất là rộng để các anh chị chúng ta có thể là mang theo nhiều hành lý mà các bác cũng muốn, còn có thể chúng ta gập cái hàng ghế
phía hàng ghế thứ hai đi xuống thì chúng ta sẽ có một cái không gian rất là rộng rãi, đúng không ạ? Và tất cả từng con ốc các bác có thể thấy là nguyên zin, những vạch sơn này, đó, nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z nhá. Và rất ok về chất lượng luôn. Và đó. Và vậy thì chúng ta có thể ngắm chọn một vòng ngoại thất của chiếc Honda CR-V này. Đấy, trước khi mà các bác cùng em đi vào khám phá và đánh giá tổng thể chất lượng nội thất của chiếc xe, xem hiện trạng của nó ra sao, đúng không ạ? Vâng, phải nói là một chiếc xe đang có giá thực sự là vô cùng hấp dẫn ở thời điểm bây giờ. Với chỉ có 570 triệu đồng, các anh chị đã có thể sở hữu được cho mình một chiếc xe SUV gầm cao đến từ thương hiệu của Nhật Bản rồi. Và quá ok đúng không các bác? Và vậy thì để tiếp đánh giá chất lượng chiếc xe thì em mời các anh chị chúng ta mở cửa và chúng ta đi vào nội thất bên trong của chiếc Honda CR-V này các chị nhé. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Honda CR-V với ghế da màu kem. Và đây là ghế da zin nguyên bản. Nhưng các bác phải thấy là chủ nhân người ta đi khá là ít và cẩn thận giữ gìn nên cái chất lượng ghế da của nó này còn rất là ok nhá. Đó, rất xuất hiện ít vết nhăn. Vâng. Và đây từ cái móc khóa các bác nhìn này, nó vẫn còn đánh 7 màu và từng con ốc nó nguyên zin nguyên bản, không một vết vặn. Và đây tất cả tem mác thì các bác có thể nhìn giúp em. Đó, nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Cái thứ hai nữa là con này thì full lịch sử bảo dưỡng hãng này, các bác có thể thấy là chủ nhân cũng người ta bảo dưỡng rất là định kỳ. Ở đây chúng ta có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Econ, toàn bộ các chi tiết cửa gió điều hòa, sơn vân gỗ nhìn trông nó sang hẳn. Đấy các bác nhìn này. Đó, vô lăng ba chấu nhá, và tích hợp ở phiên bản này chúng ta có cả ga tự động, có nghe thoại rảnh tay này. Đó, và trên này thì chủ nhân cũng đã nâng cấp lên cho các bác một cái màn hình Android rồi, có camera hành trình. Và trên này chúng ta có một cái màn hình nhỏ nữa thì nó cũng có cả cam lùi ở bên tích hợp ở trên cái màn hình nhỏ này. Đấy, và một cái rất là hay của dòng xe này các bác có thể thấy là khu vực cần số của nó này. Đấy các bác thấy là xe này đẹp, vâng, quay đâu cũng đẹp kìa, củ số. Đấy, vâng, toàn bộ vân gỗ này, có đề nổ start up nhá, chìa khóa thông minh, màn hình Android. Đó, điều hòa mắt lạnh luôn. Và trần thì đã được chủ nhân cũ bọc da rồi, giúp tăng khả năng cách âm cũng như là cách nhiệt cho chiếc xe này. Đó, vâng, rất là mới. Vâng, rất mới luôn. Đúng không ạ? Và đây, các bác có thể thấy là từ cái bản lề này, tất cả từ con ốc này vẫn còn nguyên vạch sơn từ trong hãng đi ra. Đấy, các chị ta mua như này thì đã cảm thấy yên tâm chưa? Hay là kể cả khu vực bản tapi cánh cửa thì các anh chị thể thấy là có da màu kem này kết hợp với da màu đen. Đấy, trên này chi tiết nhựa và đây là chúng ta sơn vân gỗ này. Đấy, và kính auto nhá. Vâng, từ cái tay nắm cửa mạ chrome này các bác thấy nó còn mới kính gọng luôn. Nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Được chưa ạ? Và một chiếc xe bền bỉ, lành. Đấy, khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và gầm cao, tầm quan sát tốt, đó là những gì mà chúng ta có thể cảm nhận khi mà các anh chị ta sở hữu xe này. Còn tiếp tục đi về với hàng ghế sau thì các bác có thể thấy là chiếc CR-V thực sự mang tới cho chúng ta một cái không gian hàng ghế sau rất rộng rãi, đủ chỗ cho các bác có thể ngồi ít nhất là 3 người lớn. Đấy, và chúng ta có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau rồi. Và sàn thì cũng là sàn da 5D chủ nhân cũ cũng đã làm cho các bác. Đấy, các chị thấy là ok chưa? Và các bác nhìn này, xe nó đẹp, kể cả các chi tiết phần lưng ghế, hàng ghế trước thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy nó rất ok. Và tất cả đều nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z. Đây các bác nhìn này. Đó, cái này thì chủ nhân cũ ta đang dán một lớp đề can để bảo vệ chúng ta đi không bị sát ở cái khu vực này. Vâng, rất ok luôn. Và tiếp tục đây thì các bác có thể sang phía bên này. Đấy, để chúng ta có thể kiểm tra giúp em. Đó, cái bản tapi cánh cửa này nhá. Quá yêu luôn. Đó, rất rộng rãi, đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe với tầm tiền nó chỉ có 570 triệu thì các bác tìm đâu được một chiếc CR-V nó đẹp và nó chất như này. Các bác nhìn này. Đó, tất cả nguyên zin nguyên bản từ cái móc khóa. Đó, quá yêu luôn. Vâng, vậy thì nội thất chiếc xe cũng như là ngoại thất các bác đã có thể đánh giá được rồi, đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ mở lắp capo và chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của xe này các anh chị nhé. Vâng, vậy thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ cỗ máy 2.0 với công nghệ Ivitech nổi tiếng của chiếc Honda. Và các bác thấy đầu tiên chúng ta kiểm tra cái đầu răng này, các anh chị nhìn giúp em từng con ốc này, nó vẫn còn nguyên vạch sơn này. Và máy thì đây, con này thì máy thì bao zin các bác từ doan dàn cò nhá. Anh chị nhìn giúp em. Đấy, da máy rất là tươi và nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z. Nói chung là các bác mà còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng thì các anh chị hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng trước khi mà chúng ta giao dịch để kiểm tra chất lượng một cách kỹ lưỡng hơn với chiếc Honda CR-V này. Nhưng mà như em nói là dù được bán với giá tri ân nhưng chiếc xe này vẫn được cam kết bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo để quý anh chị chúng ta thực sự cảm thấy chất lượng của chiếc xe ok, được không ạ? Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe các bác đã có thể đánh giá được rồi, đúng không ạ? Và mức giá ngày hôm nay dành cho chiếc xe này chỉ với 570 triệu đồng. Một giá để cho các bác chúng ta không phải mặc cả thương lượng nữa. Quý anh chị nào chúng ta cảm thấy hợp lý, yêu mến chiếc xe này thì các bác chúng ta có thể trực tiếp nhấc máy với theo số hotline của bên em gặp bác Phúc là 0935 32333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này. Ngoài ra thì để có thể lái thử và cảm nhận chiếc xe thì các bác hãy xuống với địa chỉ bên em ở số 175 đường Gia Định, thành phố Hải Dương.
Được chưa? Vâng, vậy thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Quý anh chị nào chúng ta thực sự quan tâm thì chúng ta hãy nán lại để kiểm tra phần gầm của chiếc xe để đánh giá toàn diện 100% chất lượng của chiếc xe này ngày hôm nay ra sao các chị nhé. Và một lần nữa cảm ơn các anh chị và chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ. Hello, em quay cho các bác cái gầm để các bác yên tâm sở hữu xe nhé. Và toàn xem trên cũng xem được gầm thì vẫn đi, máy zin tuyệt đối này. Đấy, zin tuyệt đối các bác nhé. Đấy, dòng keo mọi cái zin tuyệt đối nhé. Bao zin tuyệt đối luôn, con này 27 một chủ. Cổ phanh này, càng máy càng A này, chuẩn men hết này. Con này bưởi rửa qua lưng lã thôi các bác ạ. Lốp thì một dàn lốp mới này. Đấy, nhìn cái lốp sâu này. Đấy, nên các bác yên tâm sở hữu xe này, dòng keo này. Dòng keo nhá, zin hết nhá, ốc nhá, không tháo bạn gì. Đấy, đây gầm bệ thì từ cái tấm nhựa gầm zin, không gãy vỡ gì. Hộp sàn các thứ còn xanh nét, không có mục mọt, không sợ vùng nước muối các bác nhé. Đấy, chuẩn nhé, bô này sáng mới luôn. Đấy, bô Honda chính hiệu nhé. Đấy, các bác này, sàn này. Đấy, xem như cái này mới chọn được này, hộp sàn này, bao vô lê này. Đấy, tất cả là phẳng căng hết, xanh nét hết, chuẩn men luôn. Đấy, hệ thống càng sau này, càng sau này. Đấy. Bô này. Đấy, bô này thì nó là mới tinh rồi. Cái này trước người ta sơn phủ gầm nên nó có một lớp ở đây. Bô thì sáng tinh rồi, không có gì. Đấy. Vật liệu của Honda thì khá là cao cấp rồi. Đây này. Đó, các bác yên tâm chưa? Quá yên tâm. Đó. Quá yên tâm nhé. Đấy, thank you các bác. À, xem xe thì phải lên xem gầm, gầm chiếm tỷ lệ đến 70% giá trị của xe, khung gầm máy móc.